Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hiện tại là trên tay mình là đang là chiếc iPhone X nhé mọi người nhé. Đó thì hôm nay mình làm một cái video này để hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là check được cái iCloud nào ẩn ở trên cái chiếc điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta có thể là đi mua những chiếc điện thoại cũ thì chúng ta bắt buộc là phải biết cách check để tránh cái trường hợp là có cái iCloud nào ẩn ở trong cái chiếc điện thoại này nhé mọi người nhé. Đó, đây mình sẽ vào cái phần cài đặt cho mọi người xem. Thì hiện tại là trên cái chiếc điện thoại này của mình đều có thể là tải ứng dụng đăng nhập cái tài khoản iCloud vào và chúng ta dùng như một chiếc điện thoại bình thường luôn, nó không có một cái gì là bị khóa hay là bị chặn ở đây cả. Đây mình cho các bạn xem, hiện tại là cái đăng nhập iCloud của mình là vẫn dùng bình thường, vẫn có thể là đăng nhập cái tài khoản iCloud mới vào đây nhá. Đó thì cái chiếc điện thoại này của mình thì thực ra nó đang bị dính cái iCloud ạ nếu mọi người nhá. Đó thì cách để mà chúng ta kiểm tra cái iCloud ẩn ở trên máy này, trực tiếp ở trên cái máy này luôn nhé mọi người nhé, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Rồi, vẫn ở trong cái phần cài đặt như này, chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt chung cho mình. Rồi, tiếp tục thì các bạn sẽ click vào cái phần là giới thiệu cho mình nhé. Đó, lúc này có cái số seri này, chúng ta sẽ copy cái số seri này vào nhé. Rồi, mình sẽ ấn vào sao chép này. Đó, bây các bạn sẽ thoát ra cho mình nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ truy cập vào cái Safari cho mình nhé, trực tiếp ở trên cái điện thoại này luôn. Đó, ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn tìm kiếm cho mình cái từ khóa là check iCloud. Rồi mình ấn vào đi này. Ở đây thì mình ấn vào không đăng nhập cái tài khoản Google nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình cái iFi iCloud này .co.uk này. Mình sẽ vào cái trang này nhé. Mình hay check ở trong cái trang này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ điền cái mã vừa các bạn chép vào đây, chúng ta sẽ dán vào cái mã seri đấy. Rồi mình dán vào nhá. Rồi và mình sẽ kích vào cái kính lúp để mình tìm kiếm này. Rồi chúng ta sẽ chọn những cái hình ảnh để chúng ta xác minh nhá. Có đèn cảnh báo giao thông này. Rồi mình ấn xác minh này. Đó, mọi người để ý cái dòng pin My iPhone này nó đang on nhé mọi người nhé, là cái điện thoại này của mình là đang có cái iCloud ẩn ở trong điện thoại rồi. Thực ra ở trong cái trường hợp này, khi mà các bạn cập nhật phần mềm hay cập nhật các ứng dụng thì chúng ta vẫn dùng bình thường nhé mọi người nhé. Nhưng mà ở trong cái trường hợp mà các bạn reset và đặt lại máy đến cái bước kích hoạt thì nó sẽ bị dính ở cái bước là iPhone này bị khóa cho chủ sở hữu nhé mọi người nhé. Thì chúng ta vẫn có thể là bypass được cái điện thoại của chúng ta, nhưng mà sau khi bypass xong thì chúng ta cũng có thể là chỉ để dùng wifi vào các ứng dụng thôi, chứ chúng ta không thể nghe gọi được như một chiếc điện thoại bình thường nữa nha mọi người nhé. Hiện tại thì cái chiếc điện thoại này của mình vẫn nhận sim, nhận sóng và vẫn gọi được mọi người ạ. Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách làm thế nào để chúng ta có thể là check được cái iCloud ẩn ở trên cái chiếc điện thoại iPhone của chúng ta nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nhé, và chia sẻ video giúp mình. Mình sẽ khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video chia sẻ tiếp theo nhé.